khi mà mình nhận set trôi về thì nó sẽ ở dạng như thế này. Thì set này là set 90% rồi. Vì vậy mà bây giờ thì mình sẽ cho ra cái nồi hấp để mình hấp. Có hai cách, một là cách hấp, hai là cách luộc. Nhưng mà mình nói trước là cách luộc thì nó sẽ nhanh và tiện hơn, nhưng mà cách hấp nó sẽ làm cho bánh của mình nó sẽ đẹp hơn. Mọi người sẽ thử lá chuối, nhớ nhá là phải quyết một chút dầu ở đây khi mà mình hấp. Hoặc là mọi người ở nhà, mọi người có những cái dây nến như thế này, mọi người hấp cũng được. Vào cái dây nến này thì nó cũng sẽ không bị dính. Đặt vào đây để mình hấp. Hấp trong thời gian khoảng tầm từ 5 cho đến 7 phút. Mình sẽ kèm thêm nước đường đi cho khách và có túi vừng đi kèm.